Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Tăng Kênh Quyết. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa có kênh của em, các bác thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình bên phải để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Em là Việt Anh chuyên về đồng hồ kính bút nhẫn mặt lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Mùa hè này em chỉ lên mấy cái chủ đạo chính là kính với cả bút, mũ Mỹ. Sắp tới là em lên đèn dầu của Pháp. Ngày hôm nay thì nó rất là ngày đặc biệt vì em sẽ lên một cái kính của nó là của Pháp, nhưng nó là dòng này là dòng của những tướng quân bá tước Pháp ngày xưa, đó là dòng Lamy Alexander. Quá đặc biệt, quá nổi bật, quá xuất sắc trong tất cả mọi phiên bản, đánh gục tất cả những cái dòng kính cổ của Pháp nhé, chỉ đứng sau mới là Solex chữ H, đòn gánh sống trâu thôi là đến dòng này. Chứ còn Amor, ba răng, cầu béo nhất cũng chỉ xếp sau những dòng Lamy này. Tất cả dòng Amor là xếp sau hết, dòng Lamy hay Double Lamy xếp sau hết, xếp sau cả Super Lamy, Sanjiu. Những cái là những cái dòng kính mà nó dòng Super hay dòng Sanjiu là rất dòng giống Amor, và cái dòng đấy được vẫn được đánh giá cao hơn. Bởi vì là cái thương hiệu Lamy ở bên Pháp mà nổi tiếng hơn Amor. Đó. Bản này rất là to, size to bản lớn, nó rơi vào size 145. Dòng Alexander thì ở cái càng trái này là Lamy Alexander. Ở cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông logo của hãng từ ngày xưa ngày xưa. Đấy. Rất lâu đời, kính thì độ kính mới thì khoảng 95%. Nguyên zin toàn bộ nhá. Đó. Mắt thì màu trà đậm các bác nhá. Với mắt màu trà này thì đi nắng thì cực kỳ là dâm mát và cực kỳ là dễ chịu và cực kỳ là thoải mái, con gà mái rồi. Với những dòng như Amor cầu béo thì là thông thường là giá là tương đối cao, mà đẳng cấp thì không thể bằng Lamy Alexander dạng cầu to, bản to, dạng đòn gánh này cả. Đó. Các bác đang xem trên kênh Việt Anh Vinh Ta Quê Quyết, các bác hãy nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình bên phải để mỗi khi em có video các bác sẽ được cập nhật thường xuyên và nhanh nhất. Hệ thống YouTube họ sẽ báo qua những tin nhắn tút tút cho các bác, là các bác sẽ cập nhật được những video mới nhất và thường xuyên. Và những cái dòng kính nào mới về thì em sẽ cập nhật đây nhanh nhất cho các bác. Đó. Đây em đeo cho các bác nhá. Và những cái dòng này thì các bác cũng không phải nghĩ nhiều là đi với mũ Mỹ, mũ sáu múi của em này, đội này. Và em thường xuyên đội này luôn. Đội ngày lên đêm. Đó. Đó là mỗi khi ra đường là em cứ đội ngày lên đêm. Các bác nào mà chơi đã chơi đẳng cấp thì là mình lên đội mũ sóng múi này thì nó phân biệt luôn. Đấy. Mà cũng không cần phải đội mũ bảo hiểm nữa. Vì đã đi cái mũ này thì cũng phải, sao phải nghĩ. Đây là quay trên nhá, quay ngang này. Đấy, quay ngang góc nhìn này. Quay ngang này, đấy. Đấy, quay ngang phiên bản gần này. Mỗi một phiên bản, mỗi một lần lên em chỉ lên duy nhất một cái kính, bởi vì em rất là bận. Các bác sẽ lên một cái kính thôi. Dòng Alexander, Lamy Alexander này thì thường thường là dành cho tướng quân Pháp hay công tước bá tước. Đó là một cái dòng, đó là đẳng cấp thương hiệu nhất của kính Pháp. Đó. Những dòng này nó chỉ đứng sau dòng Solex thôi. Đấy. Còn những dòng Amor cầu béo mà thấy cũng tương đối cao rồi, nhưng mà nói về đẳng cấp và thương hiệu thì không thể nào bằng được những con này. Và giá những con này thì là cực kỳ êm ái. Lamy size to, bản to, dòng dành cho tướng quân bá tước, bá tước công tước ngày xưa của Pháp là rất hay đeo những dòng này, tướng quân hay là những cái diễn viên mà nó có tiếng gạo cội
là cũng thường xuyên sử dụng những cái dòng kính này. Đó, họ đi trên những cái xe mui trần. Các bác có thể nhìn được những hình ảnh ngày xưa là có những cái diễn viên gạo cội. Kính còn rất mới, rất đẹp, lâu lắm em mới sưu tầm được con mới và đẹp như thế này. Và giá của nó thì cực kỳ êm ái. Hồi sau các bác sẽ rõ và em có sẽ thông tin chi tiết để bài viết luôn. Giá cực kỳ mềm và êm ái các bác nha. 11.500k thế thôi, cũng 11 triệu rưỡi để sở hữu Lamy Alexander sản xuất thập niên 1950, bọc vàng, dáng cầu to, đòn gánh nha. Đeo lại lần nữa để cho các bác ngắm rằng là những dòng này thì không thể nghĩ được. Các bác nên chơi những cái mũ sóng mũ Mỹ này và đi với kính cơn, dây băng hay là dòng kính Lamy này thì nó đẳng và đẳng cấp luôn. Đây cũng là cái phiên bản là em chạy lâu nhất và dài nhất. Thông thường thì em chỉ có chạy mỗi kính lên em chỉ 3 phút 4 phút, nhưng ngày hôm nay em lên cái kính này có thể thấy rằng sẽ lâu hơn, bởi vì em sẽ phân tích chi tiết cho các bác rất rõ ràng những cái dòng bọc vàng này, bọc vàng sáng ánh gương mà là dạng vàng ngày xưa của Pháp làm thì các bác không thể nghĩ nhiều, nó quá nổi rồi. Các bác xem trên hình ảnh YouTube này, ánh đèn điện cùng mấy cái webcam của cái máy tính này nó hơi cũ, trông nó có thể là hơi tối. Nhưng xin thưa các bác rằng là khi mà chụp ảnh Zalo gửi ngoài trời, gửi cho các bác kèm theo video hình ảnh thật thì nó là quá tuyệt đỉnh. Thỉnh thoảng lâu lâu em mới về đồng quay này các bác nha, chứ có hàng không có sẵn đâu. Giá là 11.500.000, bao check bao test toàn thế giới nhá. Em nói với các bác thế thì bác không lăn tăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.